Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ở trong cái bài kinh này, quý vị có thấy có hai phần. Quý vị thấy có hai phần. Phần một á, là Đức Phật Ngài dạy rằng là tham sân si là nhân sanh ra các nghiệp và các quả. Rồi cái phần hai thì các vị thấy rằng là Ngài nói rằng vô tham vô sân vô si cũng là nhân tạo ra các quả. Các quả ở đây Ngài nói đến ba nghiệp. Quả đây là gì? Quả đây là ba, chỉ cho cái quả mà có được từ ba nghiệp. Tức là nghiệp ở đây được kể theo, nghiệp ở đây được kể theo cái cách cho quả. Tức là có những cái, bây giờ trước hết quý vị quan nghị đánh giùm tôi hai hàng. Hàng một là tham sân si bằng nghiệp bất thiện. Rồi cái gạch đầu dòng thứ hai là vô tham vô sân vô si, ở đây đó để chỉ cho tất cả các nghiệp thiện, cho nó gọn đi, cho nó gọn. Tôi nghĩ là ở đây Ngài nói nó hai loại nghiệp thiện nghiệp ác, mà dầu nghiệp thiện nghiệp ác ấy, nó cũng có được thể được kể chung thành ba trường hợp sau. Theo cái kiểu cho quả, cái cách mà trổ quả thiện ác đó, có ba. Ở đây đó là cái loại nghiệp thứ nhất ấy, gọi là hiện nghiệp. Hiện nghiệp chắc bà con phải ghi tiếng Pali rồi. Hiện nghiệp tức là đích tha tham cầm á, tức là cái nghiệp mà cho quả ngay trong đời này, dầu thiện hay ác. Đây tôi giảng hai đoạn người dẫn chung chứ tôi không có tách rời ra cho đỡ mất thời gian. Còn nghiệp thiện ác thì nữa, nó có trường hợp một là nó cho quả ngay đời này gọi là hiện nghiệp. Còn cái trường hợp hai, để tôi coi Bali, có cho bà con Bali cho nó sang nhà, có Bali cho nó sang. Sáng hai bài kinh này đó là những người nào mà cực kỳ sơ cơ, và đó là cực kỳ sơ cơ, cực kỳ sơ cơ. Rồi cực kỳ sơ cơ mà học bài kinh này thì coi như có một cái khái niệm tôi cho là căn bản, rất là căn bản về cái gọi là nghiệp lý trong Phật giáo Nguyên Thủy. Trường hợp một gọi tắt gọi là đích tha thâm á căm á, còn trường hợp mà mình gọi cho đủ là đích tha thâm á vì đánh đi á. Tức là cái loại những cái nghiệp thiện ác mà nó cho quả ngay cái đời này, cái chữ đích thất thâm á ở đây nó có nghĩa là nhãn tiền, nhãn tiền. Còn quê đánh đi giá đây có nghĩa là sự cảm nhận, đón nhận hay là sự cảm nhận. Đích thất thâm á có nghĩa là nhãn tiền á, quê đánh đi giá để nó cùng một gốc với chữ quê đánh na đó, nghĩa là cảm nhận hay là đón nhận. Đích thất thâm ở quê nó nghĩa cầm đó là những cái lời nghiệp mà nó bắt cái người, nó buộc cái người mà tạo nghiệp nó phải chịu chịu quả hay là hưởng quả ngay trong cái đời này, tức là nhãn tiền á, dù đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác. Thì trong đây có kể hai trường hợp nghiệp thiện, ví dụ như là có những cái vị mà cúng dường cho cái người, cái vị cho các bậc thánh mà vừa xả thiền diệt xong á, diệt thọ tưởng định á, một cái loại định đặc biệt mà chỉ có cái vị tam quả, mà tam quả trở lên á, tam quả hoặc tứ quả mà đắc phi tưởng và phi tưởng mới có thể nhập được. Khi mà nhập vào cái định này rồi đó, trong suốt thời gian mà nhập định 5 ngày 7 ngày hoàn toàn không có tâm, không có tâm thức, vị này giống như một cái xác chết vậy đó, chỉ còn là cái hơi ấm thôi, chứ còn hoàn toàn là vị này không còn biết cái gì nữa hết. Thì trong suốt thời gian 5 ngày 7 ngày như vậy đó, vị này gọi là hoàn toàn không có tâm thức, do đó không có chuyện ăn uống. Và từ chỗ không có ăn uống, không có nhận bất cứ một cái nguồn tiếp dừa, tiếp liệu, dưỡng tố nào hết, cho nên khi mà xả định ra đó, cái sinh mạng của mình rất là mong manh. Cho nên rút ai nó cúng dường cái vị này đó
thì công đức vô lượng. Là vì sao? Là bởi vì ít nhất là ba cái lý do. Thứ nhất là mình cứu mạng một vị thánh, cứu mạng một vị thánh. Thứ hai là vị này vừa gọi là an hưởng cái hương vị niết bàn, an hưởng cái quả vị niết bàn. Thứ ba nữa nó là đương sự nói về đức độ, đó là một cái vị gọi là chỉ quán kim ưu, có nghĩa là thiền chỉ, là vị này phải đặt đến tận cùng của thiền chỉ, cái tầng cao nhất của thiền chỉ nha. Mà đôi khi mình cúng dường cho cái vị sơ thiền hay là công đức mình đã vô lượng rồi, bởi vị này đã chấm gì đó, chấm dứt tạm thời đó là năm cái truyền cái, đó là phàm đó. Còn nếu mà thánh thì khỏi nói nha. Cho nên chuyện đầu tiên đó là cái quả cái công đức của vị này lớn lắm, bởi vì chỉ quán kim ưu mà thiền chỉ là vị này đạt đến tận cùng của thiền chỉ, tức là phi tưởng của vị tưởng. Còn thiền quán là vị này tối thiểu là phải là a na hàm, còn cao hơn nữa là a la hán nha. Thì cái vị tưởng tượng cúng dường cho một cái người mà sơ thiền đó là đã vô lượng công đức, đằng này mình cúng dường cho một cái vị mà chứng phi tưởng của phi tưởng, mà chứng luôn cả, đó là bên thiền chỉ. Còn bên thiền quán là vị này chứng cả nhì tam quả hoặc là tứ quả. Cho nên có tối thiểu là ba cái lý do cúng dường cho cái vị mà xả thiền diệt công đức vô lượng là như vậy, cho quả nhãn tiền nha. Tôi nhắc lại, một là mình cứu mạng một vị thánh xứng đáng như vậy, cứu mạng. Mà ngay cả ngoài đời người ta cũng nói là dù cho xây chín tháp chín bậc phù đồ không bằng làm phút cứu cho một người, đó là nói theo nghĩa ngoài đời đó. Còn này trong mình này ở chỗ này mình cứu mạng cho một bậc thánh mà cúng dường thực phẩm đó, nha. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là vị này vừa an hưởng cái hương vị niết bàn thì cái công đức này cũng không thể nghĩ bàn, trong suốt 7 ngày đó, 5 ngày đó. Rồi cái thứ ba nó là bản thân vị này có một đức độ nó là cao bằng trời, rộng như biển nha. Cho nên đối với nghiệp thiện thì cúng dường như vị này nó sẽ cho quả báo nhãn tiền nhiều lắm quý vị, nhiều lắm, chứ không phải chỉ có một cái này. Ở đây trong kinh chỉ kể một trường hợp cho vui vậy thôi, chứ còn cái nghiệp thiện nghiệp ác mà cho cái quả nhãn tiền ấy, thì nó có nhiều cái trường hợp chứ không không hẳn nha, không hẳn là phải gì, chứ không hẳn là chỉ có một trường hợp là cúng dường cho cái vị mà xả thiền diệt không đâu, nó còn những trường hợp khác. Mà ở đây chúng ta có thể gom lại thành ba trường hợp, các vị ghi giùm tôi nha, chứ tôi đang xài phone á, cho nên khi tôi viết chữ nhiều rất là cực nha. Có ba cái trường hợp. Một là cái đức độ của đối tượng mà mình tạo nghiệp thiện ác. Một là cái đức độ của cái đối tượng mà mình tạo nghiệp thiện ác. Ví dụ như bây giờ mình cúng dường, hoặc là mình phỉ báng, mình giết hại, hoặc là mình tấn công, mình sách nhiễu, bla 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 bla. Dầu nghiệp thiện nghiệp ác gì đi nữa, nhưng mà cái chuyện đầu tiên ấy là cái đức độ của đối tượng đó là ít hay nhiều nha. Nó sẽ cho nó có chịu một phần cái tác động rất lớn cho cái chuyện quả báo cái nhãn tiền. Thứ hai là cái tâm thái tâm trạng của cái người mà tạo nghiệp, ghi giùm số 2 nha. Cái tâm thái hay là cái tâm trạng, cái tình trạng tâm lý của cái người tạo nghiệp. Ví dụ như bây giờ mình làm mà bằng cái sự vô tình vô tâm, bằng cái sự thờ ơ tình cờ ngẫu nhiên, mình không có cố ý thì cái nghiệp nó nhẹ nha. Còn đây này mình quyết tâm dốc sức dồn hết cái tâm trí để mà thực hiện cái việc đó, thì cái chuyện đó là khác à nha, chuyện đó là khác. Chuyện đó là khác. Cho nên cái trường hợp một á, là đức độ của đối tượng mà mình tạo nghiệp thiện ác. Thứ hai là tâm trạng. Thứ ba là cái việc mình làm là việc gì. Thứ ba là việc mình làm là việc gì. Ví dụ như mình thương quý Đức Phật lắm, nhưng mình chỉ ngồi mình nhìn ngài thôi, lúc đó trong bụng mình nghĩ mình có thể chết cho ngài đúng, nhưng mà mình cứ ngồi im nhìn ngài, mình thích lắm, mình hoan nghỉ, mình thương ngài lắm, mình cứ ngồi nhìn hoài như vậy thì vẫn không bằng là mình đứng dậy. Mình đứng dậy mình làm một cái việc gì đó, mình cúng cho ngài một ly nước, một cái hoa, ví dụ như vậy. Hoặc là mình quỳ mình đảnh lễ ngài, ví dụ như vậy. Anh ta phải có một cái việc gì cụ thể. Còn đằng này mình cứ ngồi mình nhìn mê man tàn tật như vậy thì cái quả nó khác. Hoặc là mình ghét lắm, mình giận ngài lắm, nhưng mà mình không làm gì hết, không có động tay động chân gì hết, thì cái quả nó khác nha.
Cho nên ở đây mình thấy có ba cái yếu tố mà tôi nói là tối thiểu, minimum á, ha. Một là cái đức độ của đối tượng mà mình tạo nghiệp thiện ác. Thứ hai là cái tình trạng tâm lý của mình. Và thứ ba là mình phải có cái việc gì cụ thể, mình có làm việc gì cụ thể, bằng bằng lời hay là bằng thân, chỉ còn chỉ bằng ý không thì nó yếu hơn nha, nhớ cái đó. Thì hội đủ ba cái này nè thì mới gọi là nó mới có thể dẫn tới cái hiện nghiệp hay không, nó có cho cái quả nhãn tiền hay không. Không biết nãy giờ tôi nói bao la bà còn nhớ không? Thứ nhất là tôi đang nhớ tại sao mà mình cúng dường như cái vị nhập tiền diệt mà có cái quả lớn, đó là chuyện riêng. Chuyện thứ hai nữa là tôi nói rằng một cái việc mà nó có thể cho cái quả nhãn tiền hay không là còn phải tùy thuộc vào ba cái này. Đó là hai chuyện phải ghi. Bây giờ ngay bây giờ lần đầu nghe thì nó hơi hoang mang, nhưng mà khi chép xuống đó xuống rồi giấy rồi đó, tự nhiên anh người ngó từng phần thì nó sáng lên. Và trước đó nữa tôi kể có ba trường hợp nghiệp. Trường hợp thứ nhất là hiện nghiệp, thì trong lúc giảng về hiện nghiệp đó, tôi mới giảng thêm hai cái râu ria này nha. Phải nhớ cái đó, râu ria. Thì hiện nghiệp này nó cứ nghĩa là cái nghiệp mà mình thực hiện bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là bằng tâm thiện. Nhưng mà sở dĩ mà nó cho được cái quả nhãn tiền hay không á, thì nó tùy thuộc vào những cái điều kiện mà tôi vừa nói nha. Đó, tức nghĩa là cái đối tượng mà mình tạo nghiệp, và thứ hai là tâm trạng của mình lúc tạo nghiệp, và thứ ba là cái việc gì mình đã làm, chứ không phải là giống nhau nha, không phải là người trường hợp A giống B là không phải nha. Nhớ cái này mình phải có làm gì cụ thể chứ, chứ mình qua nghĩ quá ngồi mình chỉ tụng kinh không thì nó khác, mà hoặc là mình tán thán nghề khác, nhưng mà mình đứng dậy mình đi bỏ bát cho nghề, mình cúng dường như ngày một trái chuối, một củ khoai thì cái quả nó khác nha. Tôi đang để cái hiện nghiệp thiện bất thiện cũng vậy, nghĩa là mình là đối tượng là một nhân vật đức độ, mà thứ hai là tâm trạng của mình, và thứ ba đó là lúc là cái tâm ác của mình nó mãnh liệt thì cái quả nó dễ sợ lắm. Nhưng mà mình phải có làm cái gì chứ, làm cái gì rồi thì đó là dẫn theo tận kinh. Còn dẫn theo A Tỳ Đàm là như thế này, theo A Tỳ Đàm cái này là tôi cố gắng lắm mà, cái này phải nói cố gắng ghê lắm ấy. Cố gắng là giảng làm sao mà cho cái người mù tịt gì thì nào có thể hiểu được cái chỗ này. Bây giờ tôi nói gọn thì gọn nha. Ok, chúng ta trong đời sống mỗi ngày hoặc là trong mỗi kiếp sống chúng ta chỉ quẩn quanh, nói cho gọn nha, đây tôi nói gọn cho cái người sơ cơ, chứ còn ai có học thì tôi không có kể tới họ, bây giờ cái đó họ biết rồi kể làm chi, mà tôi đang nói cho người sơ cơ. Thì toàn bộ đời sống của chúng ta trong từng phút, trong từng giây, trong một từng ngày, từng tháng, từng năm, trong từng cái kiếp sống, trong một chuỗi luân hồi thậm đi nữa, thì quấn quanh có hai cái loại tâm căn bản, đó là tâm nhân và tâm quả. Nhớ nha, tâm nhân là sao? Tâm nhân là tâm thiện, tâm ác, gọi là tâm nhân. Còn cái tâm quả là tâm gì ta? Tâm quả là cái tâm mà nó được tạo ra từ các cái tâm nhân. Nhớ nha, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ có hai loại tâm đó thôi, tâm nhân là tâm thiện, tâm ác, còn tâm quả là cái tâm mà được tạo ra từ hai cái thiện ác đó đó. Thì cứ mỗi lần mà bà con coi như là khởi thôi, khởi một cái tâm thiện hay tâm ác, nói một cái câu nói mà bằng tâm thiện tâm ác, thực hiện một công việc bằng tâm thiện hay tâm ác nha, tức là đang tạo nghiệp bằng tâm nghiệp, bằng 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 gọi là ba cái ba ba con đường đó, tạo thiện ác nói chung, nhưng mà mỗi lần mà con tạo nghiệp thiện ác cũng bằng một trong ba cái này, thì tức khắc ngay lúc đó là mình đang kính đáo, mình đang kính đạo, mình đang tạo nhân mà. Nhưng mà ngay cái lúc mà mình tạo nhân thiện ác là mình đang kính đạo, tạo ra hai cái thứ quả cho đời sau, đó là cái quả bình sinh và cái quả đầu thai. Cái từ chuyên môn gọi là quả tái tục đó, nhưng mà ở đây có rất là nhiều người mình nói chữ tái tục đó thì họ nghe họ hơi sốc, thấy nó lạ đó, lạ, cho nên tôi kêu cái quả đầu thai. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là tôi cũng kỵ, tôi là người đang giảng đây, tôi
phải nói rằng là tôi kỵ cái chữ tái ấy, trong lúc nói chuyện thì khi quên á, nhỏ lớn trong chùa thì mình, người ta nói sao mình nói nó quen miệng, nghe quen nói quen, cái đúng ra cái chữ tái là chữ tào lao nhất cái trong đạo Phật nha. Không biết trong rung còn nhớ này không, và chữ tái là chữ tào lao nhất là bởi vì sao, chỉ nói tào lao mà nó vừa tầm bậy mà nó vừa nguy hiểm nữa, là bởi vì làm gì có tái, không có cái gì mà nó xuất hiện hai lần hết. Kính thưa quý vị nha, thí dụ như mình nói là tôi buồn quá, nhà tôi vui quá, thì cái buồn đó nó thứ nhất là chữ tôi đó, cái chữ tôi là chữ tầm bậy, nó tiếng tôi nó vốn không có, tôi ở đây là một cái khái niệm giả định thôi, chứ còn thực ra đó là mình mỗi người đó, nó là một cái sự tổng hợp của những cái giây phút nhân quả thiện ác buồn vui nha. Mà cái gọi là mình gọi là tôi đó, cách đây một giây nó không phải là mình hay là tôi lúc này nha, mình là một dòng chảy, một là mình dùng một dòng nước, lấy mắt mà nhìn ấy thì đúng là một dòng, một con sông, một dòng suối đúng, nhưng mà phân tích rốt ráo theo khoa học chứ không cần mật pháp nữa, thì cái gọi là dòng sông dòng suối ấy nó là sự kết hợp của bao nhiêu phân tử, nguyên tử và điện tử nha, đã bao nhiêu thứ gọi là thành tố vật chất chia ly và liên tục biến đổi băng hoại nha, phân hủy trong đó, chứ không phải là có một cái gì đó mà nó tồn tại miên viễn thiên tu, không có cái gì trên đời này chỉ một mình nó thôi mà nó được gọi là dòng nước hay là con sông, cái gì nó không có nha. Bởi vì cái gọi là dòng nước, cái con sông trong đó nó gồm bao nhiêu là cái tố chất, bao nhiêu là cái thành tố, bao nhiêu là cái thành phần rời rạc nhau, vô số thứ trong đó, thiên hình vạn trạng trong đó, mình lùa mình gom hết những thứ đó lại, nó tạo nên một cái giọt nước nha. Và nhiều giọt nước như vậy nó làm nên một cái dòng chảy, là ra một con sông, con suối, con thác nha. Cái vị nhớ chỗ này. Thì ngoài đời hả con, nếu mình nói rốt ráo là đã không có một cái gì mình tồn tại độc lập thì nói gì là trong đạo nha. Nhớ cái này quan trọng lắm, cho nên tôi quay trở lại tôi nói là trong đời sống của mình đó, mình là một cái dòng chảy của nhiều thứ thành tố mà tôi gom gọn đó, đó là gì ta, đó là nhân quả thiện ác buồn vui. Và tôi kỵ xài chữ tái là bởi vì một nó đã một một cái tình trạng tâm sinh lý xuất hiện rồi nó biến mất vĩnh viễn, và tiếp theo đó là những cái được tạo ra từ cái trước, nhân nhân trước tạo quả sau, quả sau được tạo từ nhân trước, cái sau nó được tạo ra bởi cái trước chứ nó không phải là cái trước. Còn tái là gì, tái là có cái A B C F, nó đi rồi nó quay trở lại mình mới gọi là tái. Ví dụ như là tái ngộ, có nghĩa là người đó mình đã sau một lần sơ ngộ gặp nhau lần đầu thì rồi mình tiếp tục gặp lần hai, lần năm, lần tám, lần mười thì mới gọi là tái nha. Mà trong Phật giáo Nguyên Thủy vốn dĩ không có cái gì gọi là tái, cho nên cái chữ tái sinh ở đây là mình phải hiểu theo cái nghĩa rất là nôm na, rất là vi von, rất là dân dã, rất là đời thường, rất là phàm phu, và cuối cùng là rất là nguy hiểm, rất là dễ gây hiểu lầm nha. Nhưng mà bây giờ ngôn ngữ đời người ta xài như vậy thì mình phải cắn răng mình xài, nhưng mà phải đính kèm với một lời giải thích nha, nhớ cái chỗ này rồi. Dạy kỹ như vậy đã vừa đã đưa cái bình sữa mà còn cái nắm tay nữa, còn bông, còn cầm thấy cái nôi nữa, thì tôi chưa thấy ai mà dẫn kỹ như vậy nha. Rồi như vậy thì cứ mỗi phút giây mà ta coi như là tạo nghiệp thiện ác là ta đang âm thầm tạo ra hai cái loại nghiệp đó, đó là cái nghiệp, vừa là nghiệp bình sinh, thứ hai là cái nghiệp tái sinh, tức là nghiệp đầu thai đó. Nghiệp tái sinh hoặc là nghiệp đầu thai là sao ta, tức là bây giờ tôi quỳ tôi lạy Phật là tôi đang kính đáo tôi tạo ra mấy cái tâm đầu thai cho kiếp sau, nhờ cái mấy cái tâm đó mà tôi mới được ra ra sanh ra làm người, làm người. Nhưng mà khổ một chỗ đó mới là nghiệp đầu thai, còn cái nghiệp mà nghiệp bình sinh là nghiệp gì ta, nghiệp bình sinh tức là những cái nghiệp mà nó cho cái quả từ sau cái lúc mà tôi đầu thai đấy. Bây giờ tôi lạy Phật cho nên đời sau tôi có cái tâm một đời học, các vị hỏi cái đời sau là lúc nào, tôi phải nói là bất định, bởi vì tôi không có rõ là cái tâm lòng của quý vị nó mạnh yếu cỡ nào nha. Thứ nhất cái mạnh yếu cỡ nào, thứ hai nữa là nó có bị cản trở bởi những cái nghiệp khác hay không. Nếu mà có những cái nghiệp khác nó chen, nó mạnh hơn, nó chen vô nó cho quả, thì cái ông này đành phải lùi lại 3 bước để nhường chỗ cho người ta. Trong rừng có nghe kịp không ta, có nghe kịp chỗ này không? Cho nên quý vị hỏi từ kiếp sau là kiếp nào thì tôi nói là một một kiếp nào đó, một thời điểm nào đó, chứ không thể nói chắc được, là bởi vì tôi không biết, tôi không biết là cái lúc cái tâm quý vị làm cái nghiệp thiện ác nó mạnh hay yếu.
Rồi thứ hai nó là từ cái chỗ nó mạnh yếu đó, nó bị vô số cái nghiệp khác là chen lấn hay không. Thì hả, thằng nào mạnh đó thì nó chen, nó đổ trước. À, cho nên ở đây thì nói chung chung như vậy thôi, tôi nghĩ là một cái đời sau một cái khác nó sẽ cho. Và bây giờ mình lạy Phật thì mình có cái tâm đầu thai, mình sanh về, mình sanh về cõi lành rồi xong, đó là tâm đầu thai, nghiệp đầu thai. Nhưng mà nghiệp bình sinh là sao? Tức là nhờ tôi lạy Phật như vậy, có cái tâm mà kính cung kính chư Phật như vậy, cho nên là đời sau đó là tôi đi đâu người ta cũng tôn trọng tôi hết. Người ta nhìn cái mặt của tôi tự nhiên người ta muốn nhường ghế, người ta muốn đứng lên, người ta muốn tháo khăn, người ta muốn dỡ nón, người ta cúi chào đó. Có những người họ có cái quy như vậy đó quý vị. Người ta, mình gặp ta tự nhiên mình nể à, đó là cái phước. Có nhiều người họ chảnh cả nào chảnh, họ làm bao nhiêu trò mình chỉ khinh nữa thôi, chứ mình cũng hoặc là mình mắc cười thôi, chứ mình không có cách chi mà mình có thể có cái lòng tôn kính với họ được nha. Cái này mình phải nhận được, cái chuyện nó có, chuyện nó có. Ngay cả cái nhan sắc cũng vậy, có những cái nhan sắc mình nhìn mình nghĩ đến cái chuyện lâu dài tôn trọng. Nhưng có những cái thứ nhan sắc mà người ta nhìn, ta chỉ nghĩ, người ta coi những cái trò chơi, không biết trong rung có hiểu này không. Ngay cả nhan sắc nó có cái đó, tức là người ta nhìn mình, ta nghĩ trong điểm ta bậy không à. Nhưng có những nhan sắc người ta nhìn mình, người ta mới nghĩ cái chuyện à, bây giờ cưới về giao cho tài sản, rồi nó còn nghĩ đến chuyện người ta cung phụng mình như là bà nội người ta. Nó có cái đó, có. Mà hôm nay giờ tôi đem tôi ra tôi nói kỳ, nhưng mà thôi đâu nói rằng trong cái vị tinh là bản thân tôi là một tu sĩ, mà có những cái thứ nhan sắc mà tôi nhìn á, tôi nghĩ cái này lao lẳng lơ. Nhưng với những nhan sắc mình nhìn, mình nghĩ cái chuyện xa vời, mặc dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà mới nghĩ rằng ước gì đêm nào mình có được một cái người như vậy mà bên cạnh. Có cái trường hợp đó, chỉ là nhan sắc thôi nha, chứ tôi không nói là y áo trang nghiêm. Là có những vị mình nhìn mình muốn quỳ mình lạy hả, mình nhìn mình cứ nghĩ họ là thánh cơ mà. Những cái vị mình nhìn mình thấy nó làm sao, nó giản gian làm sao nha. Cho nên đó gọi là quả bình sinh đó quý vị, có nghĩa là cái quả mà nó trổ từ sau cái lúc đầu thai, gọi là quả bình sinh nha. Thì như vậy đó, thì mỗi lần chúng ta tạo nghiệp ấy, thì nó tạo nghiệp thiện ác bằng thân, bằng lời, bằng ý, thì nó kín đáo âm thầm lặng lẽ, nó tạo ra hai cái loại nghiệp này. Loại nghiệp đầu thai là nó đưa mình vào một cái cảnh giới nào đó, một cái thân nào đó. Còn cái nghiệp bình sinh là những thứ mà chúng ta có được sau khi mà sau cái thời điểm đầu thai, xem chưa. Rồi thì cái nghiệp mà đầu thai đó nó hơi phức tạp chỗ này. Tôi hôm nay tôi lạy Phật thì nó tạo ra một cái nghiệp, cái tâm một hoặc là nhiều cái tâm đầu thai cho kiếp sau. Thì cái tâm đó vào cái thời điểm mà đầu thai đó, nó được gọi là tâm tái tục, hay là tâm tái sinh, hay là tâm đầu thai nha. Nhưng mà nó chỉ xuất hiện có một sát na thôi quý vị, sau đó rồi nó chen như một loạt những tâm khác. Tỉnh bị hỏi từ tâm khác là tâm gì? Dạ thưa, tâm khác chính là tâm nhân, tâm quả chứ gì hết đó. Tức là tâm nhân đó là tâm thiện ác của đời, của cái đời mới đó. Còn tâm quả là tâm gì ta? Tâm quả chính là cái tâm mà nó được tạo ra từ cái chuyện lạy Phật đó. À, từ lúc tôi lạy Phật đó, đã tạo ra tâm đầu thai đúng rồi. Nhưng mà sau cái phút đầu thai thì cái tâm lạy Phật hồi xưa đó, bây giờ nó tiếp tục nó tạo ra những loại tâm, một loạt tâm khác. Mà trong tiếng Pali gọi là tâm thâu văn ga, tức là tâm ngũ phần á. Cái tâm này đó, nó là anh em ruột, một cha một mẹ với tâm đầu thai. Nhưng mà trong thời điểm đầu thai đó thì mình gọi nó là tâm tái tục, tức là tâm đầu thai. Nhưng mà sau đó thì cái loại tâm giống như vậy nó được gọi là tâm, gọi là tâm chủ quan, hay là tâm hộ kiếp, hay là tâm ngũ phần. Nó có mặt suốt trong đời sống 30 năm, 80 năm, 100 năm của tôi nha. Nó có mặt để làm gì? Nó được gọi là hộ kiếp, tiếng Pali gọi là Pavanga, tức là một phần, một mảnh của đời sống. Pavanga là một mảnh đời sống là sao? Có nghĩa là khi nào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của tôi mà nó bắt cái ngoại trần, ngoại cảnh á, thì thôi, những cái tâm là tâm khách quan. Còn nếu không có thì cái tâm này nó xuất hiện liên tục. Bởi vì nếu không có cái tâm này thì tôi sẽ là cái xác chết nha. Thí dụ như lúc tôi ngủ, tôi đâu có mắt, tôi không có thấy, tai tôi không có nghe, thì tâm này nó xuất hiện liên tục trong thời điểm tôi ngủ, hoặc tôi ngất xỉu nha. Hoặc là những khi mà nó có những cái khoảng trống mà mắt, tai, mũi, lưỡi tôi nó không có làm việc á, nó không có gì để nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì lúc đó cái loại tâm này nó chen vào. Cái tâm này nó gọi là tâm ngũ phần, gọi là tâm chủ quan á nha. Nhưng mà nó vẫn là tâm quả nha. Rồi sao nữa ta? Rồi sao nữa? Khi mà tôi mang thân người đó, những lúc mà sáu căn tôi nó không có ngoại trần á, để mà tôi thiện ác đó,
thì tôi sống bằng cái tâm đó, cái tâm mà của phần cái tâm này nó cùng một loại với cái tâm đầu thai đấy. Nhưng mà khi mà có sáu trần xuất hiện thì lúc đó tôi bèn lại, nếu tôi nói rõ là nếu tôi còn phàm nha thì tôi bèn có thiện có ác, là sao ta, mắt tôi thấy cái này, tai tôi nghe cái kia, có khi tôi thấy bằng tâm lành, có khi tôi nghe bằng tâm ác. Đây tôi nói gọn nha, chứ người học A Tỳ Đàm thì họ sẽ không có chấp nhận kiểu nói mà nhẹ nhàng này đâu nha, họ phải bắt buộc phải là nói chi tiết. Nhưng bây giờ tôi đang nói cho người sơ cơ đó nha, thì là khi mà sáu căn mà nó biết sáu trần á, là mà bằng tâm thiện á, thì lúc đó mình gọi cái tâm thiện nó được gọi là tâm động lực, là tâm động tốc, tiếng tiếng Phạn gọi là Javana, chữ cha đó là chữ ri lai choi ha, giống như trên choi đó. Thì cái tâm đó là tâm đồng, tâm thiện tâm ác được gọi là tâm động tốc và là động lực. Thì mà mỗi một cái process, tức là mỗi một cái tâm lộ, một cái gì, tâm thức tôi nó là một dòng chảy, nhưng mà nó xuất hiện thành nhiều chập, tiếng Pali gọi là Vara, từng chập từng chập từng chập vậy đó. Một cái chập mà dài nhất là 17 tâm sở, xin lỗi, 17 sắc na. Còn cái chập mà ngắn nhất thì là nó chỉ có 53 sắc na thôi nha, nhớ nha. Nó nghĩa là không có cái ngoại trần mà nó quá nhỏ quá mờ nhạt nha, thì tâm tôi xuất hiện ở 53 sắc na, một mỗi một cái chập vậy đó, rồi nó tiếp nối cái chập khác. Không biết trong rung có hiểu chữ chập không ta? Chữ chập ví dụ như là tiếng Mỹ nó kêu process, từng đoạn nghe nó từng khúc vậy đó. Rồi thì cái mỗi một cái, tôi đang nói cái chập mình dài nhất thì nó có thiện ác ở trong, có nó có ví dụ như mình ra khỏi tầm bất thiện thì trong cái chập đó nó có bảy cái sát na gọi là ác động lực. Còn nếu đó là cái chập thiện á thì cái đoạn đó nó có bảy cái sát na thiện nha. Thì cái đoạn này là mới là quyết định. Bây giờ tôi nói lại, tâm thức ta là một dòng chảy, mà trên dòng chảy ấy nó gồm có nhiều cái đoàn tàu. Cái đoàn ngắn, cái đoàn tàu ngắn nhất là năm toa. Cái đoàn tàu này không có khả năng tạo nghiệp, bởi vì nó ngắn quá đi. Mà cái đoàn tàu mà có khả năng tạo nghiệp là phải tới 15, 17 cái toa tàu. Bây giờ tôi phải dùng ví dụ đó mới được. Tâm mình nó gồm vô số cái chuyến tàu, mà mỗi một chuyến như vậy, cái chuyến tàu mà ngắn nhất nó là một cái đoàn chỉ gồm có năm toa thôi, năm toa ba toa. Rồi lâu lâu nó có những cái chuyến tàu mà cái con tàu đó nó tới 15, 17 toa lận. Thì trong 15, 17 toa đó nó có 7 cái toa đặc biệt gọi là toa thiện hay là toa ác. Đó. Mà cứ hết cái 15 này nó tới 17 kia, hết 17 kia tới 17 nọ. Nhớ nha. Thì như vậy tôi đang giảng tới chỗ này bắt buộc tôi phải giảng cái Chabana đó là cái gì. Chabana đó tức là cái 7 cái toa mà thiện hoặc ác đó. Thì cái toa đầu tiên ở trong 7 đó đó, nó cho cái quả ngay đời này. Mà tại sao mà nó cho quả ngay đời này được? Làm ơn quay lại giùm, quay lại giùm ba cái điều kiện cho hiện nghiệp đó. Bà con nhớ không? Bà con quay lại giùm cái lý do mà thiện ác nó cho quả nhãn tiền á, chứ không phải lúc nào thiện ác cũng cho quả nhãn tiền nha. Nhưng mà quý vị quay lại giùm đi. Alo, rồi đi ngủ nữa rồi. Tôi còn đang tỉnh là bà con đang ngủ sạch. Đúng, 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 cái ba cái yếu tố để cho quả nhãn tiền, một là cái đức độ, đức độ của đối tượng, hai là cái tình trạng tâm lý của cái người tạo nghiệp, và ba là mình việc làm cái gì. Chứ tự nhiên mình nói mình thương Phật quá, mình quý Phật quá, mình kính Phật quá, mà mình cứ ngồi mình trơ ra đó, mình cứ chắp tay, mình cứ lim dim như vậy thì mình cũng có phước chứ không phải không nha. Nhưng mà nó đâu có ghê gớm bằng mình bước tới cụ thể, ví dụ như ngày còn tại tiền nên mình tới mình cúng dường như ngày củ sắn củ khoai, một cái hoa, một ly nước, rồi phải có cái gì chứ, có tự nhiên ngồi nhìn được trơ vậy là sao, nhớ nha. Cho nên nó là trong cái đoàn tàu mà 15, 17 toa đó, nó có 7 cái toa đặc biệt, 7 cái toa đó là 7 toa thiện, 7 toa ác, tức là mình gọi là 7 toa mà chở thuốc nổ đó. Rồi, thì cái toa đầu tiên trong 7 cái toa thiện ác đó là nó, nếu mà nó cộng với ba cái này nè, ba cái gì ta, ba cái điều kiện gì rồi nó phải cho cái quả quả nhãn tiền nha. Rồi trong 7 cái toa thiện ác đó đó, thì cái toa đầu tiên cho quả nhãn tiền, cái toa thứ 7 thì nó là cho cái quả gì ta, cho cái quả kiếp kế đời này, tức đời này mình tắt thở là mình sẽ đi cái nghiệp, nghiệp đó gọi là gì ta,
nghiệp đó tiếng Bali kêu là sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp ở đây tiếng Pali gọi là upapachavi niyakam, nhớ nha, upapachavi niyakam đó, gọi là sanh báo nghiệp, gọi là sanh báo nghiệp, nhớ nha, đó, tiếng Pali gọi là upapachavi niyakam, có nghĩa là cái quả thiện ác, mà cái nghiệp mà nó tạo ra cái quả thiện ác mà mình sẽ đón nhận ngay trong cái kiếp kế này, này, tức là kiếp này vừa tắt hơi một phát là vô cái đó liền đó nha. Rồi cái tôi phải đi copy cái này mới được copy, nó bỏ qua cho bà con vừa nói miệng là bà con cứ quớt luôn. Rồi cái nghiệp thứ ba còn năm cái toa giữa đó, nó cho cái quả gọi là hậu báo nghiệp, nghĩa là từ cái đời thứ hai nó trở đi nha, nhớ nha, từ hai đời, từ cái hai đời thứ hai nó trở đi thì gọi là hậu báo nghiệp. Rồi rồi nhớ nha, appara pariya ya vi daniya kamma, có nghĩa là hậu báo nghiệp, mà con người là mọi người giùm tôi cái đó trộn ở đây đó là đúng rồi, là đúng rồi này bà con này. Cảm ơn cái cô giọt mưa này cũng cho cái phần Bali này rất là hay, các vị thấy không ta? Sắp tầm á cháu và na chia tân nè là cái gì, có nghĩa là cái nó dịch nam na nha, là cái tâm sở tư mà ở trong cái động lực thứ bảy đó, sắp tầm á là thứ bảy đó, upapachavi đến đi và cầm á, có nghĩa là nó cho cái quả, nó cho cái quả đời kế tiếp, tăng anantari attapa quý bà càng đại tí, cho cái quả đời kế tiếp mình nè, nhớ nha, bắt buộc. Còn là năm cái tâm động lực giữa, năm cái sát na giữa đó, thì nó cho cái quả từ đời thứ hai trở đi, thì trong đây mới cho cái ví dụ, là sao ta, về nghiệp thiện nghiệp ác là sao, có nghĩa là nghiệp quản nhãn tiền là mình thấy rồi, như ông đề bà đặt đa là nhãn tiền này, đó là bên nghiệp ác, còn nhãn tiền bên thiện là mình thấy ông làm công, cái ông làm công pun né, ông cúng dường như cho ngày sa đà phất, ông cúng xong lập tức là ông đi cài ruộng là ông thấy từng luống cài nó thành vàng hết, thì trong đó mình gọi là cái chuyện không thành. Nhưng mà quý vị tin hay không này tùy, tôi chỉ gợi ý cho người, những người nào muốn tin thôi. Tức là tay nó có con này nè, nó nói là những cái chuyện mà khó tin nó chỉ đến được trong những cái khi mà nó có được những điều kiện khó tin. Cái đâu ra mới nghe được không? Mình muốn có được cái khó được là mình phải dám làm những cái chuyện khó làm, và những cái chuyện khó tin nó chỉ xuất hiện với những điều kiện khó tin chứ không phải là ngẫu nhiên. Tức là trong cái sự vận hành của thiên nhiên ấy, nó có một cái thời điểm đặc biệt nào đó, nó hội đủ những cái điều kiện đặc biệt nào đó thì nó mới tạo ra những cái hiệu ứng, những cái hiện tượng đặc biệt nào đó. Mà chúng ta thì sao, thiểu kiến đa quái, chúng ta biết ít quá cho nên chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy lạ, và từ đó nó dẫn đến cái chuyện là một là hoang mang, hai là cuồng tín, ba là lập tức nhắm mắt phủ nhận, tìm một cái cách giải thích nào đó mà nó vừa với cái đầu của mình á, ha, để mình giải thích. Chúng ta có ba kiểu, một là hoang mang, còn hai nữa là cuồng tín, thấy lạ quá nhắm mắt tin quỳ lại xối xả, còn đoạn thứ ba là xách cái đầu di lý di vật của mình á để mà mình cho ra một cái lời giải thích mà rất là ngu si u mê nha. Rồi rồi, như vậy thì gặp một cái chuyện lạ lạ đó mà mình cứ đem cái quan điểm duy tâm ra mình giải thích đó cũng là tào lao. Mà mình gặp cái chuyện mà nó quá cái sức hiểu biết của mình mà mình móc cái đầu của thằng di vật ra, nó cũng là tào lao nha. Chúng ta biết rồi, có nhiều lý do để một cái sự kiện sự cố nó xuất hiện. Bây giờ chúng ta đánh giá, chúng ta nhận xét vấn đề từ một cái góc nhìn phiến diện đó thì sai không có được nha. Cái này, cái chỗ này tôi hơi phải dừng lại, tôi nhắc dùm cái đó bà con thì trung trung người chắc hiểu nha. Có nghĩa là có nhiều cái lý do để cho một sự kiện sự cố nó xuất hiện chứ không phải chỉ có một, mà chúng ta đem cái đầu phiến diện của mình ra đó thì kẹt lắm. Và tôi nhắc lại lần nữa, đó là cái biết của mình đó, so với cái mình không biết đó,
Ê, nó nhỏ hơn là cái hột cát so với sa mạc. Ở đây ai mà học toán mà dốt cách mấy cũng phải biết cái này. Trong một cái phân số đó, hả? Cái tử số nó hữu hạn, cái giá trị nó hữu hạn mà cái mẫu cũng hữu hạn, thì dứt khoát là nó phải nhỏ hơn cái mà mẫu số vô hạn rồi nha. Nó phải lớn hơn. Ví dụ như các vị thấy, ví dụ như bây giờ cái hột cát nó nhỏ thiệt rồi, nhưng mà nó là tử số của sa mạc, mà sa mạc nó lại cũng là hữu hạn nha. Thì như vậy tử và mẫu đều là hữu hạn, nhưng mà riêng cái biết của mình á, so với cái mình không biết á, thì lại khác á, nó nhỏ lắm. Là bởi vì cái tử số tức là cái biết của mình ấy, nó là hữu hạn đúng rồi, nhưng mà cái mẫu này nó là cái mình không biết á, thì nó quá lớn đi, nó quá lớn, có nghĩa là sa mạc không nghĩa lý gì với cái mình không biết hết trơn nha. Mà biết trong rừng mình làm ơn tôi lại quý vị hiểu dùm chỗ này cho tôi đi qua chỗ khác rồi không có giảng nữa nha. Cho nên tối ngày mình đem ba cái dốt của mình ra mình đánh giá cuộc đời rồi, nó quá kẹt rồi nha. Nhớ chỗ này thì các vị có là duy tâm duy vật cái duy lý duy cái gì đó tùy mặt sát, tôi không có màng, tôi chỉ nhắc chừng vì cái lòng từ bi tôi nhắc thôi. Có nghĩa là anh muốn tin cái gì anh cũng ráng tìm thì tôi có bằng chứng, muốn bác cái gì thì anh cũng làm ơn kiếm bằng chứng anh bác. Chứ còn mà anh cứ theo cái kiểu đoạn kiến, mà đoạn kiến mà vô vô hữu kiến đó, đó là phủ nhận triệt để cái gì mà mình không hiểu được, không chứng minh được thì nó kẹt lắm, cái gì biết không? Thí dụ như bây giờ tôi đang ở một cái thành phố hoa lệ, mà tôi đem một cái đầu bư của tôi ra tôi nói rằng trong cái thành phố này làm gì có voi, cái vị nghĩ có chịu nổi không? Tức là trong cái suy lý, lấy cái đầu suy lý của tôi thì tôi nghĩ rằng người đông rần rần như thế này trong thành phố hoa lệ là làm gì có con voi, mà thậm chí con voi chưa có thuần hóa nữa, các vị tin là có hay không? Nhưng mà tôi tin là vì sao? Là vì trong sở thú giá trong giữa một cái thành phố hoa lệ mà các vị hỏi chuyện như bây giờ San Diego, các vị người ngựa xe cộ sùm cực kỳ sang trọng và công nghệ ngút trời như vậy, các vị hỏi tôi ở đây có con trăng, con voi, có con tê giác hay không? Nếu một người mù tịt biết gì hết, chỉ biết ba mớ đó, thì họ sẽ phủ nhận nó không. Ở trong một cái điều kiện, trong một cái bối cảnh, trong một cái hoàn cảnh, trong một cái môi trường như thế này, làm gì có voi chưa từng quá, cọp chưa từng quá, trăng rắn độc địa. Nhưng mà chỉ cần mình thêm một chút xíu kiến thức thôi, mình nghĩ đến cái zoo á, nghĩ đến cái sở thú, à có, nhớ rồi, có, đúng. Lấy cái mà nhìn chung chung là bối cảnh này không thể nào có những loài thú hoang, những loài mãnh thú chưa thuần hóa, đúng. Nhưng mà chỉ cần mình nhớ đến cái sở thú thì nó lòi ra vấn đề ngay nha. Ở đây cũng vậy. Cảm ơn rất nhiều. Cho nên là mình cứ đem một cái suy nghĩ phiến diện của mình ra đó thì nó kẹt lắm, gì biết không? Ok, vì lòng từ bắt buộc từ chỗ này tôi phải mở mặt chứ, mà nó cũng chẳng mắc mớ gì cái bài tôi đang giảng hết nha. Rồi, cho nên là có những cái loại nghiệp mà do mình làm nó hội đủ điều kiện nha, đủ điều kiện nó cho quả ngay đời này, có những loại nghiệp nó cho quả đời kế tiếp đó. Thì trong trong đây nó kể rõ, thì như mình như đắc thiền, cái người đắc thiền ấy, mà nếu mà họ giữ được cái thiền nó cho tới lúc chết nha, thì họ vừa tắt thở bắt buộc họ phải sanh về cõi phạm thiên. Còn cái nghiệp thiện dục giới thì không chắc. Có trường hợp đặc biệt nào đó, ví dụ cấp cô độc và quý sai kha, bởi vì họ là thánh thì mình không có nói tới họ, nhưng mà nếu mà giả sử như họ không phải là thánh thì với cái nghiệp thiện mà họ đã tạo quá to tát thì nó cũng trở thành ra một cái thứ gọi là sanh báo nghiệp, có nghĩa là họ chết rồi đó là họ phải đi về trời thôi. Chẳng hạn trong kinh nói là rất là nhiều vị như vua A Dục, vua Dục lẽ ra cái phước của ổng, cái tội của ổng vua Dục đủ để đi địa ngục, bởi ổng giết nhiều người lắm nha. Anh em ổng á cả trăm người rồi mà ổng giết coi như là chỉ còn là cái một hai người thôi, anh em mà cùng cha khác mẹ mà ổng giết coi giết sạch nha, đó là người thân đó. Còn mà người dân mà ổng đi chinh phạt để mà thống nhất Ấn Độ là ổng giết, là riêng cái chiến trường Kalinga là ổng giết là hàng trăm ngàn, là quý vị, máu mà nó chảy thành sông, mà thịt cái xác người nó chất thành núi, cái gì biết không, nó nhiều lắm. Lẽ ra là cái nghiệp đó của ổng là phải đi xuống, nhưng mà về sau này nó ổng là cái người mà đã cúng dường hộ độ cho cả trăm ngàn vị la hán, tôi nhắc lại cả trăm ngàn vị la hán nha, ở la hán rất là nhiều, hoặc là vị thánh thì nó chỉ thánh thì chính xác hơn, cả trăm ngàn vị thánh, trong đó có a la hán, có tu đà quờn, có những vị phàm mà đắc thiền đắc thông nha. Và ổng là người hỗ trợ kiết tập tâm tạng,
Ông đã quỳ ông lạy dưới chân hàng ngàn vị la hán, ông đã cúng dường cơm nước thuốc men trú xứ chỗ ở cho hàng ngàn vị la hán, hỗ trợ cho gọi là người ta các cái phái phái bộ truyền giáo đi mà đem vào quần dương Phật pháp ở là toàn châu Á nha. Phước cũng nhiều như vậy, thì với cái phước này á, chỉ riêng cái phước này thôi, lẽ ra ông đóng chết nó đi về trời nha. Giờ tôi nhắc là hai phần, chỗ này phải nói cấp cô độc nó mới ở xin, chỗ này phải nói vua dục mới phỉ. Một là với riêng nghiệp ác của ông đủ để ông đi địa ngục 18 lần chưa có hết tội nữa. Đó, thứ hai, với cái nghiệp thiện của ông đó, thì ông đi về ông làm thiên vương Đế Thích 100 lần cũng chưa có hết, chưa có hết phước nữa nha. Nhưng mà trái quá khách, cả hai cái đó là không có cái nào nó cho quả hết, nó phải ăn cho quả mà nó tạm thời nó đi lê nó ngưng lại hết nha. Mà nó cho quả gì là lúc ông về cuối đời đó, ông họp rồi văn quan võ tướng triều thần là ông hỏi gì chứ thời Phật còn để thế ai là đại thí chủ, ông cấp phụ độc đúng không, thì ông cấp phụ độc ông cúng dường bao nhiêu, trong kinh chư tăng giảng nó này ông là đệ nhất thí chủ mà bao nhiêu, lấy vàng cũng trải nhưng mà phải có mình ước định bao nhiêu chứ. Thì lúc mấy vị a la hán còn nhiều lắm, vì nó có cái huệ nhãn, cái vị biết, vị nói cả đời ông này ông cấp cô động cúng dường tổng cộng là 54 triệu đồng vàng, 54 triệu đồng vàng ấy, tính theo cái đơn vị tiền tệ thời đó cái hạt bánh á nha. Thì ông cấp cô độc, ông cấp cô độc và vua dục cách nhau cái 200 mấy chục năm, cho nên ông vua dục cũng nghe cái đơn vị tiền tệ đó ông hiểu, chứ còn mình giờ mình không có hình dung được đâu nha. Nhưng mà xưa người ta nghe là hình dung với mình, bây giờ mà mình nói chuyện Nguyễn Du vậy đó, tức là đời Lê Mạc đó, thì cách mình giữa hơn 200 năm thì mình em mình hình dung được. Nó gần, còn kiểu như là xa quá thì mình không hình dung được cái giá trị của cái tiền tệ đương thời. Ông nghe như vậy ông nói cái ông cấp cô độc chỉ là một thường dân mà cúng dường như vậy, thì tại sao mà trẫm là một vị đại đế mà của toàn cõi Ấn Độ mà trẫm lại thua? Cho nên ông đề nghị là xuất kho làm thêm miễn sao cho đủ số đó hoặc hơn nữa cho ông vừa lòng. Thì trong triều mới chia, trong triều thì hầu hết là im lặng, không dám ai dám ý kiến, bởi vì mỗi người theo đuổi một cái suy nghĩ riêng, ai cũng có lý hết. Thì trong hai phe mà suy nghĩ riêng ấy nó có hai nhân vật đại biểu à. Thì cái ông A đó thì ông nói dạ đúng rồi, thân người khó được, chánh pháp khó gặp, mà gặp thật là càng khó hơn nữa. Thôi bây giờ là hạ thần là nhất trí đồng thuận với hoàng thượng trong cái chuyện mà sức kho làm phước cho bằng hoặc hơn cấp cô độc, ủng hộ Phật pháp. Phật pháp mà được truyền thừa nó thì chúng sanh được ân trim lợi lạc, ông làm cho một giây ông vua mặt rồng hớn hở vui vẻ khôn cùng, long nhan rồi như là quá nghĩ. Nhưng mà có cái phe thứ hai là có một ông đại diện, ông lên ông nói hơi phủ vàng, ông nói thưa ngài, ngài cũng gần đất xa trời, ngài đi còn là cái ông sao nữa. Mà nếu mà bây giờ đời ngài mà ngài vét cạn ngân sách quốc gia mà để mà ngài theo đuổi cái giấc mộng lành ấy, thì cái ông vua sao á là coi như là ông sẽ làm sao đây. Thì ông cản như vậy, và khi mà ông có kẻ lên tiếng như vậy thì cả triều thần mới nhau những người mà cùng phe với họ với ổng đó, họ cũng giơ tay giơ chân giơ đồ gối tùm lum hết. Thì cuối cùng cái coi như là cái chi phí này đó là coi như không được là quốc hội duyệt, không được thông qua. Thì ổng là một con sư tử già mà, cho nên lúc cũng hơi cùng sức kiệt cho nên ông đã thấy là cái số mà phản đối nó áp đảo. Áp đảo thì thôi đành cái vụ nó dẹp qua bên, trong lòng cũng hận lắm. Ông hận một chỗ là ngai vàng này là của ông già ông để lại, mà ông là một đời chinh chiến để có một đất nước Ấn Độ coi như là to lớn bao mênh mông như hôm nay, mà để cuối cùng mấy cái thằng giặc này nó tào lao với đao mà nó cản mình, ông bực. Mà nhất là cái thằng khỉ này nè, ông bực, ông mang cái tâm hận như vậy ông chết, ông lên không nổi. Các vị nghe kịp không? Lẽ ra là với cái ác nghiệp mà giết người ông ngày xưa ông đã đi địa ngục, nhưng mà nhờ cái thiện nghiệp hoành tráng ông nó cản lại, mà cái thiện nghiệp đó của ông lẽ ra nó đưa ông về trời nhưng cũng không luôn, mà nó bèn xuất hiện một loại nghiệp thứ ba, đó là nghiệp cận tử nha. Tức là ông ra đi với cái lòng hiềm hận, nghĩa là căm phẫn cái ông mà cản đó,
ông mới làm con rắn ở trong 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 hoàng cung, ông cứ chờ cái dịp ông thập cái ông kia để ông rửa hận thôi. Thì em trai của ông là người Vitasoka, Vitasoka là em ruột ông, là một trong hai ba người còn sót lại chưa, vừa đó ông quên giết đấy. Thì chuyện về cái người người hoàng đệ này là cũng là ly kỳ, mà để dịp khác tôi kể nha. Thì cái ông Vitasoka đây, vì ông đi tu xuất gia và ngày đắc A La Hán thì ngày mới nhớ nghĩ lại ông anh mình bây giờ ở đâu ta. Ông anh mình là một cái nhân vật cực kỳ đặc biệt, nghiệp ác thì cao bằng trời, mà nghiệp thiện thì cũng là bao la không kém, như vậy thì ông anh mình đi về đâu. Thì ngày xét thấy ông anh mình địa ngục không xuống mà cõi trời không lên, mà chung vô trong cái góc kẹt cái là ngu rắn chờ thập cái ông quan kia nha. Thế là nhà mới là dùng thần thông rồi mới nói chuyện với ông anh mình, nó là rắn đấy, vô dục á. Thì ngày ngày cũng nói đại khái là sinh tử là một cuộc chơi, thành bại đắc thắng được thua, nó cũng là một cái trò chơi, nó là bọt nước, nó là cái bong bóng nước. Trong một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, trong một cái vị thế đặc biệt nào đó thì ta thấy nó là quan trọng. Chứ còn tất cả là khối xương, cái chuyện ngai vàng của ngài còn xương khối thì xá gì. Cái lời về vàng ra tán vô của mấy ông quan, cái đó, bản thân ngài cái mạng mà nó còn phù phù phiếm, nó còn khối xương, nó còn hư ảo, thì cái gì trên đời này mà nó hơn được cái mạng của ngài? Ngài nói cho tôi nghe, có cái gì hơn không? Không, cái mạng người là số một, mà mạng người nó là hư ảo phù du thì hỏi còn cái gì nữa nha. Thì nhắc như vậy con rắn nó tỉnh, nó bèn nhịn ăn, nó chỉ tự chết một cách đó thôi nha. Nó nhịn ăn, nó nhịn ăn thì trong có mấy hôm sau là nó chết đó, nó chết rồi nó sanh về trời, chính là vô dục của mình á nha. Cho nên nó là nghiệp đó, nó có bên đây mình nghiệp mà kể có nhiều cách kể lắm, nhưng mà kể gọn này nó có ba đó, là kể theo cái cách châu quả đó. Một là một là hiện nghiệp châu quả nhãn tiền nha. Hai là nghiệp thiện ác mà cho quả ngay cái kiếp kế lên đời này. Thứ ba nữa là cái nghiệp mà nó cho cái quả từ cái đời thứ hai trở đi, đó gọi là ba. Còn sẽ dĩ một gì coi ông kinh rồi kể bốn, mà là kể cái người thứ tư gọi là hô xí câm, gọi là vô hiệu nghiệp là sao? Có nghĩa là có nhiều trường hợp vô hiệu lắm, vô hiệu tức là vô nghiệm á, có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là cái nghiệp nó đúng ra là nó cho quả đó, nhưng mà nó bị mấy cái ông khác mạnh hơn lớn lấn riết rồi cái thằng trả quá hạn, trả quá hạn cái nhà mất tiêu luôn. Đó là cũng trường hợp, thí dụ như mình đắc sơ thiền, lẽ ra mình chết mình sanh về cõi sơ thiền, nhưng mà mình đắc xong mà mình bỏ, mình cứ đi lấy chồng lấy vợ sanh con đẻ cái rồi đi hưởng thụ trạc tạng sống hung ác tào lao. Ví dụ như ông cấp ông gì ta, ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông đắc lên tới ngũ thiền đó chứ, nhưng mà ông tạo quá nhiều cái ác nghiệp đi nha. Cho nên là cái ba cái vụ đắc thiền của ổng là coi như là mất cái không có, nó không có đưa ổng đi đầu thai được, thì cái nghiệp quả đầu thai đó được gọi là vô hiệu nha. Hoặc là như là ngày A Nan, ngày mấy chục năm, hai mươi mấy năm ngày hầu Đức Phật, ngày phục vụ, ngày cung kính Đức Phật. Thì trong kinh chỉ kể một chuyện ngắn thôi, Đức Phật có lần ngày dạy đó là nếu mà A Nan mà không có niết bàn ngay đời này mà A Nan tiếp tục sanh tử đó nha. Thì chỉ một khoảnh khắc, chỉ một câu nói, chỉ thầy một khoảnh khắc ngắn ngủi của A Nan đó, nghĩ về Như Lai đó nha, một khoảnh khắc ngắn thôi mà A Nan nghĩ về Như Lai đó, đủ để A Nan là vô số lần làm vua, vô số lần làm vua, không biết bao nhiêu lần làm chuyển lưng vương, không biết bao nhiêu lần làm đế thích thiên vương, cai trị cả cung Đao Lợi, bốn cõi tứ thiên vương và trùm luôn cõi như nhân loại nha. Mà tại sao đặc biệt như vậy? Là bởi vì ngài nó là ngài, là ngài là vị sơ quả, cái niềm tin của ngài đối với Phật khác chúng ta xa lắc cả. Tại sao xa? Bởi vì ngài hiểu bốn đế, ngài hiểu bốn đế, ngài hiểu được Phật pháp. Tôi nhắc lại trong rung cũng gọi là vì lòng đại bi nha. Quý vị làm ơn ráng học giáo lý giùm. Vì cái người mà hiểu Phật càng nhiều á, thì cái đức tin nơi Đức Phật á, càng mãnh liệt, càng có cơ sở nha.
Còn cái thứ mà tinh xuông, tinh mù quáng, tinh cuồng, tinh là do mình thấy cái tượng đẹp quá, mình thấy chư tăng đông quá, hoặc do sư phụ mình là kể cho mình nghe một hai câu chuyện, mình thấy khoái quá, mà nhất là mình mê phước, mình nghe nói là lạy Phật phước nhiều. Thì thôi giờ mình cứ coi Phật như cái mặt trời, nên cứ quỳ lại tới đây, mình cũng chẳng cần biết nhiều gì mặt trời, mình cứ quỳ mình lại tới, thấy chói chang nắng ạ là mình quỳ mình lạy thôi nha, để cầu phước. Thì cái này nó yếu lắm, quý vị biết không? Mà cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu được Phật là ai, tại sao mà được gọi là Phật, làm gì để gọi là Phật. Khi chứng Phật rồi đó, cái người được gọi là Phật ấy có cái gì đặc biệt đấy, người đã hành trì, đã tu tập ra sao, người đắc chứng cái gì. Ngài có bi đức, ai ngài cũng thương, mà tại sao gọi là ai ngài cũng thương. Rồi trí đức là cái gì ngài cũng biết. Bi đức là ai ngài cũng thương, có nghĩa là cái người muốn giết ngài hay là cái người muốn là hiến cái mạng cho ngài, coi hai người nó giống nhau y chang. Giống như một người mẹ mà nhìn một đứa con bác sĩ với đứa con mà tàn tật thì đứa nào mẹ cũng thương hết, chứ mẹ không có phải là thay bằng bác sĩ rồi hất hủi bẻ bàn với cái thằng tàn tật không có. Mẹ là đứa nào cũng thương, mà dám mà như đứa tàn tật mẹ thương hơn nữa là khác nha. Thì Phật cũng vậy, Phật đó là coi như là ai người cũng thương hết, nghĩa nói thì nghĩa đen, chứ mà nghĩa bóng nó thì nghĩa đen á, là ai người cũng thương. Bây giờ người nhìn con trùng, con dế, con dồi, con sâu, hay là người nhìn một ông vua mà quỳ hung chân ngài đó, thì ngài cũng nhìn giống nhau, người nhìn giống nhau, không có khác trong lòng Phật. Cho nên trong kinh gọi cái đó gọi là Maha Karuna nhà đó, có nghĩa là cái đại bi trí. Các vị hỏi tôi cái trí này ở đâu vậy cha, tôi nói trong cái quyển thanh quyển Vô Ngại Giải Đạo, kể trong kể kể 73 trí, trong đó có cái gọi là sáu cái Như Lai biệt trí nha, sáu cái Như Lai biệt trí, trong đó có cái trí đại bi, có nghĩa là ngài thấy cái gì mình không cần biết, mà chỉ biết là ngài với cái trí đó là ngài thương tất tần tật tuốt tuần tuột, không có ai mà nằm ngoài cái biển từ của ngài hết nha. Sáu Như Lai biệt trí, cái thời sáu cái trí riêng của các đức Như Lai toàn giác vô thượng tâm miệu tâm bồ đề nha, là chỉ tới các ngài có cái loại trí đó. Rồi những loại trí khác ví dụ như ngài có cái là Asya Nusa nhà nhà đó, có nghĩa là ngài nhìn con ruồi con muỗi, hay là nhìn một ông vua, nhìn ngài Xá Lợi Phất, bất cứ nhìn ai, nhìn chúng sanh nào, ngài nhìn là ngài biết được cái thiện căn của người này á, sâu cạn dày mỏng ít nhiều cao thấp ra sao, hiểu biết tuốt tuần tuột. Rồi cái ác của người này nó cũng sâu cạn dày mỏng ít nhiều cao thấp ra sao, ngài biết nha, biết tới nơi tới chỗ, biết coi như còn rõ hơn là mình nhìn cái bàn tay của mình nữa nha, rõ hơn nữa. Đây tôi nói nghĩa đen á, rõ hơn là sao, ví dụ như bây giờ tôi xè bàn tay tôi ra, tôi nhìn mấy cái đường đó, tôi cũng quan mang biết mấy cái đường này, đường tâm đạo, trí đạo, sinh đạo, bla 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 đạo, người ta nói vậy thôi chứ biết có đúng hay không. Và cái cấu tạo sinh học của bàn tay này ra sao tôi biết đâu có rành, nhưng mà ngài lại khác, ngài nhìn không có sót một cái gì về một con người, không. Cho nên đó là trí, cái là trí đức của ngài. Còn cái tịnh đức cũng như là không có một cái đức lành nào mà ngài thiếu. Thế nhìn đệ tử của ngài đó là đệ nhất Đầu Đà, đệ nhất Thiên Nhãn, đệ nhất Thiền Định, đệ nhất Kham Nhẫn, đệ nhất Trí Tuệ, đệ nhất Đa Văn, bla 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 bla, tất cả ba cái đệ nhất đó là đối với ngài chỉ là chuyện nhỏ nha, chuyện nhỏ xíu nha. Ví dụ như là có người đó là cứ lạy cứ thờ ngài Xíu Ba Ly để mà cầu phước tài lộc đây. Nhưng mà họ quên một chuyện rằng tổ sư Tài Lộc chính là Đức Bổn Sư, chứ ngài 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 Xíu Ba Ly đâu phải là tổ sư Tài Lộc. Trong hàng tinh văn đúng là ngài số 1, nghĩa là ngài đi đến đâu là coi như là chư thiên long thần ngũ pháp, thiên long bát bộ, cửu long ngũ bá là đều phải tập trung cúng dường cho ngài, đúng. Nhưng mà đó là trong hàng tinh văn thôi, chứ còn nếu mà nó là tổ sư về Tài Lộc là Đức Bổn Sư chứ. Nhưng mà sở dĩ các vị thấy là lâu lâu ngài cũng lúc ngài bị đói, bị chửi, có những ngày bị đói đó là tiền nghiệp thôi, chứ còn mà bị độc trong chú giải bị khiếp, tức là năm ngày mà 16 tuổi đó, cái cuối cùng cái tất đạt đó, năm ngày 16 tuổi vua Tịnh Phạn mới nghĩ thế này: bây giờ lớn rồi, con lớn rồi, hoàng tử lớn rồi, không có chăm sóc, không có hưởng cái chế độ chăm sóc mà thay cho nhi đồng nữa, mà phải hưởng cái chế độ chăm sóc cho cái người thành niên. Nghĩa là sao, là phải có cái chỗ ở riêng tư. Thì vua mới nghĩ như vậy thôi, vua mới kêu mấy ông thợ mộc mà giỏi nhất xứ tới để mà bàn bạc. Thì mới trả, mới tính lời là cái thời tiết của Nepal lúc đó, Nepal chỗ lãnh thổ của ngài đó,
mình kêu là ni bồ đó, là nó gồm có ba mùa chính, một là mùa nóng, mùa lạnh rồi mùa mưa. Thôi thì làm ba cái lâu đài cho hoàng tử coi như là hưởng hưởng lạc sung sướng. Ngay lúc đó thiên cư vương Đế Thích bèn sai cái ông Quýt Xú Câm á, Quýt Xú Câm ở sẵn đây tôi ghi luôn sẵn cho bà con biết cái chữ này luôn cho nó sang nha. Quýt Xú Câm cái ông này đó nha, cái ông này đó là một cái vị gọi là ông đại lực tiên ông cấp dưới của Đế Thích. Vị này chuyên có một cái trọng trách đặc biệt là vua Đế Thích cần là có một cái thay đổi gì, xây dựng gì ở dưới mặt đất này nè, là điều kêu ông này. Tôi ví dụ vì hỏi tôi thay đổi là sao, thí dụ như ông Đế Thích ông nhìn thấy những cái nhân vật nào đó tu hành ngon lành phước báo nhiều mà cần có được một khu vườn hoa, cần có một ngôi nhà ở, cần có một con đường để đi, cần có một cái cầu để qua sông, bla bla bla, thì trong những trường hợp đó Đế Thích kêu cái ông thiên tử này nè xuống làm. Mà tại sao tôi phải mấy cái chữ này ra, là bởi vì cái chữ Visukam này là nó là gốc của chữ Vishnu. Vậy cho nên nó là mình Ấn giáo nó mới có cái vụ mà nó thờ tam thân đại thánh đó, tức là Brahma đó là thần sáng tạo, Vishnu là thần bảo trì, Shiva là thần hủy diệt. Thì mình nghe cái chữ hủy diệt thì mình ớn, mà nó cái ông này tào lao có mặt làm chi. Xin thưa, cái biểu tượng 13 ông này nó mang một cái ý nghĩa đạo học và triết học cực kỳ sâu sắc. Tôi mới nhấn mạnh hai lần cái chữ cực kỳ là vì sao, là vì trong tinh thần Phật pháp mình Aroha Di Đàm là có cái sanh trụ diệt, các vị biết không? Đó. Còn nói theo ngoài đời đó, tôi đã nói riết mà nói nhiều mà tôi nhục luôn, đó là cái lịch sử nhân loại, nó là cái lịch sử của những trận lửa, cái gì biết không? Cái cũ nó phải mất đi thì cái mới nó mới có mặt được. Mình cứ nghe nó cái gì mà phá hoại nó, mình sợ, mình ghét, mình chán nè, mình muốn nó được có nhưng mà sai bét nha. Không có cái sự băng hoại, hư hoại, hư băng hoại, phân hủy thì làm gì có chỗ cho cái mới nha. Cho nên trong cái triết học và tôi đạo học của Ấn Độ đó, thì về đạo học dành cho mấy thằng tào lao á, thì cứ cấm đầu nó lạy ba cái hình tượng, con lạy đấng Brahma là tạm người tạo ra muôn loài, con lạy đấng Vishnu đấng bảo trì muôn loài, con lạy đấng Shiva người hủy diệt muôn loài. Nhưng mà thật ra đó là ba cái biểu tượng về cái bản chất của đời sống. Mọi thứ được tạo ra thì cũng cần có cái điều kiện bảo trì, và chắc chắn điều kiện bảo trì cỡ nào đi nữa thì phải có lúc mọi thứ nó phải bị xóa sổ để nhường chỗ cho một cái khác. Tôi có kể các vị nghe cái chuyện ông Tề Hoàn Công ở trên núi ông đi chơi với Quản Trọng chưa? Còn nhớ, các vị còn nhớ chuyện đó không? Alo, các vị còn nhớ chuyện đó không? Ổng lên núi, ổng đứng, ổng nhìn giang sơn cẩm tú, cái là ổng cẩm tú là gấm dốc đó. Ổng khóc, tự nhiên ổng chạnh lòng ổng khóc. Thì ba quan hỏi vì sao mà hoàng thượng lại khóc. Ổng nói trời được, trẫm đang làm vua nó sướng thế này, rượu ngon gái đẹp giang sơn đất nước, bây giờ trẫm bỏ hết, trẫm phải băng hà, trẫm buồn quá, trẫm không có đành. Thì mấy ông quan kia cũng thay nhau sụt sùi mà khóc. Nó, bây giờ chúng thần cũng nhất phẩm rồi, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm ở trong cung, giờ nay mai tuổi già tóc bạc cũng bỏ mấy chức quan mà xuống mồ ra gò mà nằm, trẫm chúng thần cũng buồn. Thì Quản Trọng ổng là tể tướng, tức là thủ tướng đó, đứng ở bên ổng cười. Thì ai cũng khóc mà tại sao Khanh cười, cái ông nói dạ mấy người trước không chết thì đời này làm gì, cái đám mình đứng đây khóc, vua trước không chết thì bây giờ bệ hạ đứng ở đâu, cái đám quan đời trước nó không chết thì cái đám quan bây giờ đứng ở đâu, người ta phải chết mới có mình thì mình phải chết cho cái đám khác nó leo lên chứ. Chứ còn bây giờ các vị còn nghe không? Sao có cái người người này mà Tuệ Khanh mà mất là sao ta, mà mấy người kia họ còn nghe, mới lạ vậy đó nha. Trước khi mà mình la làng là mình đừng có báo gì, mà mình tự mình đi hỏi mấy người chung quanh đó nha, chứ tự nhiên mình đi vô rum rum mà mình la làng là mình nhà mình nó bị cơm khét làm chi nha. Rồi
Cho nên là nhớ cái chỗ đó, là cái đời sống đó, nó gồm có ba phần. Có nghĩa là hãy có mặt, cái là nó phải cần đến điều kiện, nó phải cần điều kiện có mặt, nó phải cần đến điều kiện bảo trì, và điều kiện bảo trì ấy có được bao nhiêu đi nữa, tốt đẹp cách mấy cũng phải có lúc nó nhường chỗ cho cái sự phân hủy và băng hoại nha. Rồi tôi đi cô, tôi lạc đề, tôi biết tôi lạc đề đó, nhưng mà sẵn tôi giảng cho bà coi nghe là rộng cái chữ Wisukam. Mà Wisukam là vậy đó, chữ Wisu ở đây nó là cùng một gốc chữ Wisnu của bên Sanskrit nha. Rồi. À, rồi từ đó là người đời sau không có biết cái vụ này nữa nha. Rồi bây giờ tôi muốn quay trở lại cái chuyện của mình là sáng nay chắc giảng con kinh này là hết giờ rồi nha. Thì đức trời Đức Thích nó mới sai cái ông thiên tử nó xuống làm cái hoa viên này nọ, xây dựng đường xá mà xài bảy báo nha, cho thái tử Tất Đạt. Phần lớn phật tử mình nó không có được đọc cái phần này nha. Thì dân chúng buổi sáng hôm sau họ tình cờ họ đi ngang hoàng cung, họ thấy chỉ trong một đêm thôi mà hoàng cung thay đổi gọi là hoàn toàn triệt để toàn diện. Thì họ mới xầm xì cái tiếng ồn nó lên tới tai vua, thì vua ra vua nhìn vua nó biết rồi, vua nhìn vua biết nó rồi, đây là con của mình chứ mà phước báo của con mình nó đã tạo ra cái chuyện này. Vua mới càng lúc vua càng kính sợ Bồ Tát. Thì lúc đó vua mới nghĩ thế này, con mình dứt khoát sẽ là đại đế chuyển lưng vương rồi, bây giờ lấy cái gì mà cột chân đây, chứ không bữa nay nay mà bữa nào mà chàng buồn chàng bỏ chàng đi tu là coi như là mình vỡ giấc mộng đời nha. Thì ngài mới nghĩ đến chuyện là đi kén vợ cho con. Theo có tục lệ thời đó nó 16 tuổi là nó đã lập gia đình rồi. Thì trong kinh ghi rõ đó là có rất nhiều gia đình mà coi như là danh gia vọng tộc họ nói với nhau thế này, mà nó họ nói có tiếng, nó họ nói cả cái tiếng Pali nữa nha, nói cái tiếng Pali nữa là sao ta, nó Pali nó bây giờ mà tôi mà cứ môi cái chữ đó ra thì nó mệt quá, nhưng mà không có là mới được nha. Đây à, mình có là mới được, còn nói với nhau thế này nè. Đây, nói với nhau thế này. Họ nói ngài đó. Kumaro ke và lăng đắc sanh và sambano, hoàng tử thì nhìn thì đã thiệt đó. À, tôi dịch dịch theo quỹ của tôi đó, đắc sanh là dễ nhìn đó. À, Rupa sau Rupa có như là khôi vĩ tuấn tú thiệt đó, nhưng mà nát kinh chi xếp bằng trà nà tí đà ra phá năng ca tung nó sắc khít sạch tí, không có biết nghề ngỗng gì hết. À, thì làm sao mà có thể làm cái bóng tùng quân mà che chở cho vợ con được. Các vị tưởng tôi dịch dịch sai, nó có nguyên nhân như vậy nha. Đà ra phá năng ca tung nó sắc khít sạch tí, làm sao có thể gồng gánh về cái trách nhiệm vợ hôn nhân gia đình được, có nghĩa là làm sao đủ sức làm cái bóng tùng quân được. Nát mà dằn thi tà rô đắc sa má, mình rất miễn cái vụ mà gả con gái cho thằng giả đi. À, thì lúc đó dễ sợ như vậy đó. Thì Bồ Tát mới vào mới nói vua cha. Mới nói vua cha. Bodhisattva kính xếp bằng ra sẽ tùng bắt đầu thì tà tháp, bây giờ con phải làm cái gì, con phải làm sao để cho họ suy nghĩ tào lao đó đây. Thì vui nói bây giờ cái cách là văn võ cũng song toàn thì mới ok. Thì Bồ Tát mới là nói vua cha, bây giờ cái gì mà nặng nhất khó làm nhất trong cái văn cái võ đó là cho con thử cái đó đi. Thì vua mới cho khiêng một cái cây cung mà thờ trong đền á, đền thành á, cái cung này đó giờ người ta làm to đùng như để mà thờ cho vui vậy thôi, chứ có ai mà xài nó nặng coi như ngàn cân á. Mà Bồ Tát đem ra trong kinh đó, ngài chỉ lấy cái ngón chân cái ngài kẹp, ngài dịnh ngài ngài kẹp cái cung đó, à, ngài kẹp cái cung đó rồi ngài lấy cái tay ngài kéo nó ra, ngài dùng cái chân ngài ngài kẹp nó, ngón chân cái đó ngài kẹp nó ngài bắn, thì cái tiếng mà cái mũi tên nó bung ra nó làm nên cái âm thanh giống như tiếng sét vậy đó, và cái chỗ mũi tên nó cắm xuống nó làm một cái hố rất là sâu. Cái chuyện này nó hơi phong thần nha, nhưng mà thôi kệ, con người đó đặt đi thì muốn phong thần cỡ nào cũng ok nha. Thì cái chỗ mũi tên mà nó ghi xuống đó, nó tạo cái hố sâu á, người đời sau họ gọi có là cu, gọi là sarakupa, có nghĩa là cái hố tên nha, gọi là cái hố tên khiếp như vậy, là gọi là cái hố tên. Kupa là cái giếng nha, còn cái sara là mũi tên, sarakupa là cái giếng mà được tạo ra từ cái mũi tên. Rồi thôi bây giờ mình cũng tào lao đó đủ rồi, bây giờ mình quay lại chứ giảng cái kiểu này biết kiểu nào cho hết nha. Rồi bây giờ tôi mới quay trở lại, tôi quay trở lại cái chuyện mà giảng về cái nghiệp đó. Nghiệp thì nó có ba trường hợp, nó là hiện nghiệp,
Nè, hiện nghiệp là cái quả, cái cả nghiệp cho quả ngay đời này, rồi còn sanh báo nghiệp là cái nghiệp cho quả ngay đời tiếp theo đời này, còn cái hậu báo nghiệp là cái quả thiện ác mà nó cho từ cái đời thứ hai trở đi nha. Thì tôi đã nói giảng theo tạng kinh rồi, giảng theo A Tỳ Đàm cũng giảng rồi nha. Bây giờ mình trong đây mới giảng thêm cái này. Tất cả nghiệp thiện ác gom chung lại nó còn có một cách kể nữa nha, làm ơn ghi giùm, gọi là chánh cá cầm má cha cầm má, có nghĩa là sanh nghiệp, làm ơn ghi giùm nha, sanh nghiệp. Rồi thứ hai nữa là sanh trì chứng đoạn, trì nghiệp là u u bát tham phá cá cầm má, có nghĩa là trì nghiệp nha. Cái này tôi sẽ giải thích cái này, tất cả nghiệp nó đều gom gọn trong bốn cái này. Chướng nghiệp là uppi là cá cầm má, uppi là cá cầm má là chướng nghiệp. Học có vali cho nó sang, không phải sang gì hết, là để vô internet tìm nha. Chỉ còn nghe giảng mà không có để cái chữ này vô, bà con cứ nghe tiếng Việt rồi các bà con tìm ngã nào nha. Rồi đoạn nghiệp có nghĩa là upakha taka, u upa kha taka cầm mê, upakha taka cầm mê có nghĩa là đoạn nghiệp nha, sanh trì chứng đoạn. Rồi sanh nghiệp là sao? Bây giờ sẵn đây tôi nói luôn, có hai cái ý kiến để định nghĩa về bốn loại nghiệp này. Ý kiến cho rằng cái sanh nghiệp chướng và cái đoạn đó là nghiệp ác, đó là ý kiến thứ nhất. Còn ý kiến thứ hai nó thì cho rằng cả bốn loại nghiệp này nó bao gồm luôn thiện ác. Thôi thì bây giờ cái đó hạ hồi phân giải, bây giờ tôi giải thích bốn cái này. Sanh nghiệp là gì? Tức là do cái nghiệp thiện ác, do cái nghiệp đó, đó mà chúng ta có mặt ở trên đời này, chúng ta đầu thai vô cõi này cõi kia, nó gọi là sanh nghiệp. Sanh nghiệp là nó làm xuất hiện một cái thứ gì đó chưa có mặt thì gọi là sanh nghiệp. Còn trì nghiệp á, là cái nghiệp mà nó có một cái loại nghiệp nó có mặt để nó bảo trì, nó bảo trì, nó dung dưỡng cái đã có mặt thì cái đó gọi là trì nghiệp. Vì nghe kèm không, cái đó là sanh, là sanh nghiệp phải có trì nghiệp. Còn chướng nghiệp là những cái nghiệp mà nó có cái tác dụng là nó cản đạn, nó gây trở ngại. Còn cái đoạn nghiệp á, là nó là những cái loại nghiệp mà nó có tác dụng là nó cắt đứt cái dòng chảy, nó xóa sổ cái sự có mặt, cái sự hiện hữu, thì gọi là đoạn nghiệp. Bây giờ bắt đầu tôi giải thích nè. Do có sanh nghiệp cho nên tôi mới sanh ra trong cái cuộc đời này. Tôi là một người đàn ông, một người nam nha, đó là sanh nghiệp. Còn cái trì nghiệp tức là tuy là tôi sống trong một cái xứ sở châu Phi thiếu thốn này nọ, nhưng mà nhờ cái trì nghiệp cho nên tôi ăn tầm bậy tầm bạ gì đi nữa tôi vẫn sống, tôi không có chết nha. Và rất nhiều người họ sanh ra trong một cái môi trường cực kỳ thiếu thốn, họ vẫn không chết, hoặc là thức ăn của họ độc hại, ai cũng bị bệnh đó nhưng mà riêng họ không bị nha. Và trong một cái điều kiện môi trường khí hậu thời tiết rồi ô nhiễm, hoặc là trong một cái điều kiện gọi là ma thiên nước độc lam sơn chứng khí, nói chung là lẽ ra họ đã chết mấy chục lần rồi, hoặc là trong cái điều kiện mà xe cộ như cưỡi như vậy đó, như mắc cưỡi là họ đã bị xe cán chết lâu rồi, họ bị rắn cắn chết lâu rồi, họ bị tai nạn lâu rồi, nhưng mà do cái gọi là gì ta, do cái trì nghiệp ấy, cho nên là họ ok tai qua nạn khỏi hả, gia đạo bình yên mà tình duyên như ý nha, đó gọi là trì nghiệp. Còn cái chướng nghiệp là sao? Có nghĩa là có nhiều chuyện nó lẽ ra nó đã xảy ra suôn sẻ rồi, nhưng mà do nó có cái lận cận, do nó có lấn cấn, do nó trục trặc, do nó trúc trắc sao đó mà cái chuyện nó cũng xảy ra, nhưng mà nó xảy ra một cách rất là khó khăn thì nó gọi là chướng nghiệp nha. Còn cái đoạn nghiệp là sao? Là cái nó khi mà cái nghiệp này nó trổ quả đó, là nó tạo ra cái sự phân hủy băng hoại và biến mất của một cái gì đó. Vậy tôi ví dụ nha, là lẽ ra là tôi đang làm vua rất là sung sướng, tôi đang là một người nhà giàu rất là sung sướng,
nhưng mà do một cái nghiệp ác nào đó bâm tôi chết bất đắc kỳ tử, hoặc là tôi là một người đang tu hành rất là ngon lành, rất là tinh tấn, nhưng mà do cái nghiệp thiện của tôi nó quá nhiều đi, nó quá mãnh liệt, cho nên đó là nó cũng khiến cho tôi ra đi thanh thản để mà sớm lìa bỏ cái cõi trần này, tôi đi về một cái chỗ khác nó ngon lành hơn. Các vị nghe kịp không? Nhớ nha, tôi nhắc lại, có hai cái ý kiến để giải thích về bốn loại nghiệp này. Có ý kiến thứ nhất cho rằng cái sanh và cái trì nghiệp á, nó là phải là thiện, còn cái chướng mà cái đoạn nó phải là ác. Nhưng mà nó cũng có ý kiến thứ hai cho rằng, quý vị hỏi thứ hai ở đâu? Dạ xin thưa, trong kinh nhưng mà đâu có chân nha. Thì không có trật, không có mâu thuẫn, mà nó cái điều nó rộng hay hẹp thôi. Thì cái ý kiến thứ hai cho rằng cả bốn cái này nó gồm luôn thiện ác luôn, có nghĩa là cái do sanh nghiệp. Bây giờ tôi gom lại, do sanh, ai ghi giùm tôi đi, alo, ghi giùm nha, do cái sanh nghiệp mà ta có mặt trên đời này, do trì nghiệp nha mà cái sự có mặt của ta nó được giữ lại, nó không có bị mất đi, trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào nó cũng nhờ cái trì nghiệp mà nó giữ lại, gọi là trì nghiệp. Thí dụ trong kinh nói cái chúng sanh với địa ngục họ bị thiêu đốt trong một cái điều kiện nhiệt độ mà phải nói là không tưởng, cái việc biết không, không tưởng, có nghĩa là 4.000 độ trên mặt đất mình á, ha, là đủ để nó chảy tới sắt luôn nha, kim loại là 4.000 là coi như là đi đâu. Nhưng mà ở dưới địa ngục thì cái lửa ở dưới đó là phải nói là độ, là phải tính bằng cả triệu á. Vì sao? Vì trong kinh giải thích thế này, chỉ cần một phần tỷ lửa ở dưới thôi, tức có nghĩa là trong kinh giả định thôi, giả định thôi, tức là mình lấy mình có cái cách nào đó mà mình mồi được một cái cây nến mà đem trên mặt đất này nè nha, bằng cái lửa địa ngục, thì chỉ cần cái đấm lửa mà nó nhỏ như cái hột cải, chứ không cần mà như ngọn nến thôi, chứ hột cải thôi, thì đem lên mặt đất mình nó đủ để làm cho khô hạn cả một vùng đất rộng lớn trong suốt nhiều năm. Khô hạn có nghĩa là nước tật cạn, mà cây cối héo úa, sinh vật không sống được, thì kinh khủng như vậy. Nhớ nha, tức là một đốm lửa nhỏ địa ngục, mà đốm lửa nhỏ như hột cải mà đem lên mặt đất mình là khiến cho một vùng đất nào đó trù phú màu mỡ cỡ nào đi nữa thì nó phải bị khô hạn trong một trong mấy chục năm như vậy nha. Sinh vật gọi là coi như là không cách nào sống nổi, từ động vật thực vật là coi như là khô chịu chết, mà sông suối cạn khô cạn queo luôn nha, trong suốt nhiều năm như vậy, dễ sợ như vậy. Ấy vậy mà chúng sanh ở dưới thì vẫn cứ phầy phầy, cứ là cứ rên xiết kêu trời như bọng, đúng có kêu trời như bọng, nhưng mà coi như là không chết là không chết, cứ nó phải sống để mà nó cảm nhận cái phê của cái sức nóng đó, nha. Mà thay vì trên mình trong cái cơ thể mình theo cái khoa học mình thì khi con người mà phải chịu một cái cơn đau mà coi như kinh hoàng đến cái mức đỉnh điểm đó, thì nó sẽ chuyển cái qua cái cơ chế gọi là ngất xỉu nha, để gọi là bình ổn trung hòa cái hệ thần kinh nha, bình ổn trung hòa. Nhưng mà dưới địa ngục thì giao trước không có vụ xỉu nha, không có vụ xỉu, anh phải thức, anh phải tỉnh táo 100% để mà anh gọi là thưởng thức cái khổ gì đây nha, nhớ nha, đó gọi là trì nghiệp, không có chết được. Còn chướng nghiệp là sao? Chướng nghiệp là những cái loại nghiệp thiện ác mà nó tạo ra cái lấn cấn, nó cản cái nghiệp cũ, tức là trước sau thì cũng xuất hiện nhưng mà nó không có được suôn sẻ, rồi gọi là chướng nghiệp nha. Thí dụ như lẽ ra thì mình cũng được giàu có như người ta, mình cũng có một mái ấm gia đình như người ta, mà nó hơi trục trặc, trai thì nhâm quý thì tài, mà gái thì nhâm quý phải hai lần đò. Thì trước sau gì mình là tuổi nhâm tuổi quý là cũng ngon lành rồi, nhưng mà cũng có một đời chồng bỏ túi rồi bỏ qua rồi đời sau mới được đó. Nếu bà con có nghe câu đó không, gọi là cũng là loại chướng nghiệp đó, trai mà nhâm quý thì tài, gái mà nhâm quý phải hai lần đò, là vậy đó. Cũng trước sau cũng giàu, trước sau cũng được chồng cưng, trước sau cũng có con ngoan, cũng có nhà cao cửa rộng, nhưng mà nó bị dướng dướng hai ba cái gì đó, gọi là chướng nghiệp nha. Thì tại sao có cái này là do cũng đời xưa cái kiểu tạo nghiệp của mình, một phần với một phần là làm phước mà lòng nó không có được trơn tru cũng có, hoặc cũng có thể là do những cái nghiệp khác nó xen vào nó can thiệp cũng có nha, nó gọi là chướng nghiệp. Còn cái đoạn nghiệp là khỏi nói rồi, có nghĩa là khi nó là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác nha, mà khi nó xuất hiện là nó cắt đứt luôn, có nghĩa là dẹp
không có sướng khổ hình. Tôi mà có mặt rồi là tất cả dẹp, anh phải đi qua đời khác, anh phải đổi đời. Đổi đời nghĩa thì nói thì nghĩa trong đạo, cứ anh phải qua kiếp khác, anh không tiếp tục sống nữa nha. Phước nhiều quá thì anh cũng cũng phải chết sớm để mà anh đi đi về chỗ tốt hơn. Và cái nghiệp, cái tội của anh nó nặng quá, anh cũng phải bỏ cái đời này để anh đi xuống cái chỗ nào đó anh khổ cho nó tới nơi tới chỗ, thì đó được gọi là đoạn nghiệp nha. Thì là tôi đã nói rồi, trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn người có nói đến hai cái trường hợp thiện và ác. Ngài nói là này các tỳ kheo, thiện nghiệp nó là nhân sanh ra mọi thứ, mà ác nghiệp nó cũng là nhân sanh ra mọi thứ. Toàn bộ thế giới này, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh chỉ quẩn quanh trong bốn cái chữ thôi, đó là thiện ác buồn vui. Cho nên là bây giờ chúng ta có xuống tới địa ngục, là lên từ cõi phi tưởng phi phi tưởng, từ một con ruồi con muỗi cho đến cái vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất thảy đều sống ở trong cái bầu trời của thiện ác buồn vui. Dĩ nhiên ngày này ngày không còn thiện ác rồi, nhưng mà cái quả thì vẫn còn, ngày vẫn còn bị dính trong cái quả nha. Bát Tông thì họ nói ngài rồi thành ra là thần thánh thì tôi cần biết, nhưng bên Năm Tông nói rằng trả là La Hán thì không có nghiệp thiện ác, không có tạo thêm nữa, trúng. Nhưng cái quả thì chịu chết, vẫn phải y như mình, có nghĩa là có nợ phải trả nha. Đó là chánh đẳng giác, có nghĩa là không còn nhân cũng còn dính trong quả, còn phàm phu của mình nên là coi như đủ đầy nha, thiện ác buồn vui. Cho nên ở đây ngài không có quá lời khi ngài nói rằng chính nghiệp thiện nghiệp ác đã tạo ra muôn thứ ở đời, thì sáng nay tôi đã giải thích rồi. Nói về cái cách cho quả đó, thì nghiệp thiện ác nó có ba, đó là thiện ác cho quả ngay đời này, thứ hai là thiện ác cho quả ngay đời kế tiếp, thứ ba là thiện ác cho quả từ sau cái đời thứ hai trở đi. Đó là nói về nghiệp mà kể theo cách cho quả. Còn nghiệp mà kể theo cái tác dụng thì đã nói rồi, sanh trì chướng đoạn. Sanh nghiệp có nghĩa là nhờ có nghiệp đó, nó từ cái, không phải nhờ mà từ từ cái nghiệp đó đó mà nó mới là ra, nó mới là ra cái chuyện mà mình có mặt ở đời, tạo ra cái thứ chưa có cho có. Nhớ nha, sanh nghiệp đó là cái thứ nghiệp tạo cái thứ chưa có cho có, còn trì nghiệp là cái thứ nghiệp nó bảo trì cái đã có cho đừng mất đi nha. Còn chướng nghiệp đó, tức nghĩa là nó gây cái trục trặc cho cái sự tồn tại. Còn đoạn nghiệp là nó chấm dứt, nó dứt điểm cái sự có mặt đó, chấm dứt cái sự tồn tại đó. Nhớ nha. Rồi ok, như vậy thì là bà con bây giờ tôi phải quay vô trong kinh tôi coi một chút đề. Bây giờ sáng nay tôi luôn buông kinh khủng lắm mà không muốn bà con chờ, cho nên tôi giảng có đúng ra là sáng nay giảng hai kinh, bây giờ giảng có một kinh thôi. Sáng mai đó là tôi sẽ giảng cho bà con nghe, hy vọng là 4 tiếng đồng hồ luôn nha. Giảng bù rồi, chúc quý vị một ngày vui, hẹn gặp nhau ngày mai. Và tôi tắt cái máy chứ, tắt cái máy. Chúc quý vị một ngày vui.